Phải chi KFC có món Hàn Quốc hả? Có chứ. Nhà xuất BBQ từ Hàn Quốc nha, xuất thơm thật ngọt ngào, bay giòn vị giòn cay. KFC ẩm thực du ký đưa bạn đến xứ kim chi với gà sốt BBQ Hàn Quốc mới để cảm nhận vị sốt ngọt ngào cùng vẫy gia vị giòn cay. Oppa, chờ mang lại chút xíu. Kêu điểm đến tiếp theo ở đâu? Vị ngon trên từng ngón tay. Một ly chai có luôn. Phú Kiên có luôn. Tuyệt chiêu đường phố có luôn. Đến New York chăng? Chuẩn luôn. KFC ẩm thực du ký đưa bạn đến New York với gà New York chua cay mướn. Thưởng thức vị chua cay độc đáo của nước sốt New York, được phủ thêm lớp vẩy gia vị giòn cay, bùng nổ hương vị thế giới. Điểm đến tiếp theo ở đâu? Vị ngon trên từng ngón tay. Chính chính ca đã trở lại và lợi hại hơn xưa với gà ngon mê ly, gà bóp con giòn rụm, thêm burger Zinger hết ý. Chính chính ca tặng phủ phê giá miễn chê. Này, sao vai chính không bao giờ vào tay mình? Bị nước mắm và ớt rảnh mất chứ sao? Mãi mãi là vai phụ. Chuyện gì thế? Có lẽ nào, có lẽ nào. KFC giới thiệu hai ngôi sao tiêu thơm lừng và chanh thanh mát, tất cả hòa quyện cho món gà giòn tiêu chanh hấp dẫn đến mê mẩn. Có khi món này còn nổi tiếng hơn mình. Cũng đáng mà em. Vị ngon trên từng ngón tay.